Mẹ có việc đi ra ngoài một tí, con ở nhà trong tiệm giùm mẹ nghe. Dạ mẹ. Đi mua cái gì vậy Tài? Hả? Tiền của mình đâu rồi? Sao còn có 1.000 vậy ta? Em ơi, cái kẹo bao nhiêu tiền vậy em? Dạ, kẹo này 2.000 một cây đấy. À, vậy chắc chị không mua đâu, chị còn có 1.000. Thôi không ra đâu, để em bán cái đĩa kia kẹo 1.000 vô. Chị cảm ơn em nha, em thật là tốt bụng. Khi nào chị có tiền chị sẽ quay lại trả cho em nha. Tạm biệt em. Bé mình đánh mẹ. Mẹ cái gì nữa. Ủa mẹ ở nhà có bán được cái gì không con? Rồi con thấy đến đường con ăn con. Thôi không có sao đâu. Con còn nhỏ mà con cũng biết là giúp đỡ yêu thương người khác như vậy là tốt lắm nghe. Hay quá, mẹ học mẹ đứng ra mời các bạn ơi. Hai chị em con đi chơi nghe mẹ. Được rồi, mà chơi cẩn thận nghe con. Dạ mẹ. Hai để em nữa. Nó bị mắc kẹt ở dưới này rồi em ơi, cái kẹo của chị. Em nãy giờ em kêu mẹ ta. Mẹ kêu hai chị em chơi cẩn thận rồi mà sao lại chơi trên cái cống này vậy con? À? Cái kẹo này nó gớt ở dưới này dơ rồi. Cái này mình lượm bỏ thùng rác thôi, con cũng không được ăn nữa đâu nghe. Tại vì nó gớt dưới là nó dơ lắm rồi đó. Mai mốt nhớ là đừng có chơi, đừng có nhảy nhót trên mấy cái cống này nữa nghe con. Dạ con biết rồi mẹ ơi. Các bạn ơi nhớ đừng có chơi nhảy nhót trên nắp cống nha các bạn. Các bạn xem clip nhớ cho mình một nút like và một nút đăng ký nha. Tạm biệt các bạn. Chào con nghe. Bữa nay canh tiệm phụ mẹ nữa đó hả? Nhỏ mà giỏi quá ta ơi. Yeah. Cảm ơn bà cô, bà con mua gì bà cô? Hôm nay có khuyến mãi nha bà cô, mua nhà chị còn biết được tặng quà nữa đó. Vậy hả? Thì bữa nay bà cô mua nhiều đó nghe. Cô mua bao nhiêu đây nè, con tính tiền đi. Cô hết cả 50.000 bà cô ơi. Nhỏ mà tính mau dữ ha. Cái này con đặng thêm nè bà cô. Quá, wow, bị hàng luôn hả? Quà tặng xịn quá nghe. Thôi bà cô cảm ơn nghe, bà cô gửi tiền cho con nè. Yeah. Thôi bà cô cảm ơn nghe, bà cô về đây. Bà cảm ơn bà cô. Bà cô đi năng quá dứt tiền rồi. Bà cô dụng đi đưa cho bà cô ha. Bà cô ơi, bà cô dụng đưa tiền nè. Yeah. Đúng là tiền của bà cô bị rơi rồi. Bà cô cảm ơn con nhiều nghe. Con đúng là một đứa trẻ ngoan, vừa giỏi là còn tốt bụng nữa.